Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Cô Gái Nông Thôn của mình. Hôm nay mình làm một video ha, giới thiệu về mọi người một cái loại thuốc mình dùng để kích bông kết hợp với trị sâu, ngừa sâu cho hoa sống đời. Thì trong cái giai đoạn này các bạn cũng cần phải phun thuốc trị sâu và ngừa sâu cho hoa để tránh cái con sâu nó ăn mất nụ hoa ha. Sẵn đây mình cùng xin trả lời một số câu hỏi của các bạn. Các bạn cứ hay hỏi mình rằng cây thuốc kích bông thì mình có thể dùng bao nhiêu lần ha? Mấy ngày thì dùng được, cách bao nhiêu ngày thì mình dùng được. Và cái câu hỏi thứ hai đó là cái cây hoa sống đời mà giờ chưa có còi bông thì có kịp Tết hay không? Đây thì mình quay cho các bạn xem này. Những cái chậu xi măng này của mình là những cái chậu nó yếu đó. Bên này thì nắng nhiều hơn thì nó có nhiều, bên này là còn yếu này. Mặc dù ở trên cùng một cây ha. Và những cái cây này thì cách đây một ngày mình quay là nó chưa có lên được còi nhiều như thế này đúng không? Bây giờ thì nó đã lên được những còi. Cái chậu này thì cũng còn yếu ha. Thì mình xin khẳng định luôn là những cái chậu này của mình sẽ đều kịp Tết hết. Đó. Kịp hết các bạn ơi, chỉ là nó sẽ nở trễ hơn một chút. Ví dụ như những cái kia nó 15 thì bắt đầu nó nở thì cái này chắc chừng có 25 á. 20, 25 gì đó thì nó mới bắt đầu bung. Thì sợ gì mình khẳng định như vậy là vì cái cây của mình nó đã có còi bông sẵn rồi. Đó, nó đã có những cái cây này là những cái còi bông này này các bạn. Đó, những cái còi bông nó nhỏ và có sẵn trong cây hết rồi. Thì để có được điều này thì cái quá trình làm bông của mình là một quá trình các bạn. Mình làm nó từ hồi tháng 9. Cuối tháng 9 thì mình mới bắt đầu đi phân ha, nuôi bông, nuôi nụ. Thì tới thời điểm này á, cái cây nó vốn gì nó có cái chất sẵn này, có cái còi bông sẵn này, cho nên mình dùng thuốc mình kích nó ra thì nó dễ ha. Đó, có sẵn á thì mình mới kích nó ra được. Chứ bây giờ nếu mà không có á mà mình muốn kích là rất khó khăn nhá. Không có thì mình có thuốc kéo thì mình cũng kéo ra cái lá thôi, chứ không thể nào mà kéo ra cái còi bông được. Đó, cho nên các bạn cứ hỏi mình là cái cây mà bây giờ kéo ra có kịp không á, thì các bạn cứ xem lại cái cây của mình xem ha. Xem cái cây của mình nó có cái còi như thế này chưa. Đó. Nếu mà nó có cái còi như thế này rồi thì mình cứ mua thuốc, mình cứ kéo nó ra. Chắc chắn là nó sẽ kịp Tết đó, chứ không trễ được đâu. Chỉ là nó cũng phải 20 hay hai mấy rồi nó bắt đầu nở thôi. Cái này mình cũng hồi tối mới xịt một cử này. Vừa trị sâu vừa kéo đầu bông mà thấy các bạn thấy không? Cách đây một ngày là nó không được nhiều như thế này, nhưng mà nay nó đã lên nhiều rồi. Đấy, cái này này, những cái chậu xi măng của mình thì nó hơi trễ. Không chỉ những chậu xi măng đâu, mình có một số cây nó cũng còn yếu lắm. Như những cái cây này, đó, những cây này như vậy nó cũng yếu này. Nó yếu nhưng mà yếu mà đã có còi bông này ha. Còn cái này là bị sâu này các bạn. Ngay con sâu vào đây luôn này. Ôi ơi, hồi tối xịt rồi mà không chết. Đó. Con sâu nó ăn mất cái đọt bông luôn rồi. Đấy là do mình xịt trễ này các bạn. Đó. Thì đó là về cái việc mà mình kéo ha. Đó, mình bây giờ mình phải có đầu bông rồi thì mới kéo nổi thôi. Chứ nếu mà không có đầu bông là rất chỉ là khó. Thì hôm nay là đã ngày mùng 5 rồi. Mùng 5 thì chỉ còn có 20 ngày nữa là cái bắt buộc cái sống đời này của nó phải nở rồi ha. 20 ngày nữa là ngày 25 Tết là mình lên chợ mình bán rồi. Giờ đi chợ mà bông nó búp búp thật sự là khó bán. Và nếu các bạn cứ mình nghĩ thì các bạn cứ mua thuốc về xịt nó đi. Tại vì mình làm bông làm hoa thì tới Tết mình bán. Mà nếu như năm này mà trễ thì mình làm thì năm sau mình cũng có kinh nghiệm hơn. Đó. Các bạn thấy không, những cái còi bông của mình nó quá trời luôn là bông này. Trên này nó còn nở ra chùm này này. Đó, rất chi là nhiều ha. Rất chi là nhiều nhánh bông tùm luôn. Hôm qua mình đã tỉa lá mà mình tỉa chưa hết, nhiều quá mà. Những cái mình tỉa hết những cái lá này đi. Những cái lá to, những cái lá già đi để cho cái bông nó được đẻ nhánh cho nó xum xuê hơn. Đó. Thì bông làm bông là một quá trình. Mình cũng luôn nói lại một cái quá trình phát triển của cây ha. Thì mình sẽ chia nó làm 3 giai đoạn. Một là giai đoạn phát triển, hai là giai đoạn làm bông, và ba là giai đoạn nuôi bông. Nếu các bạn cứ làm bông mà các bạn chia ra được làm 3 giai đoạn này đó.
thì cái bông hoa của các bạn nó mới đẹp được ha, và có thể nó sẽ mới đúng quy trình mà nó sẽ nở kịp Tết đó. Nếu mà không kịp Tết mà mình biết cái quá trình của nó thì mình có thể xử lý nó, xử lý bằng phân bằng thuốc ha. Thì đó là câu hỏi thứ nhất, đó là cây bông là giờ kịp Tết hay không ha. Rồi câu hỏi thứ hai đó là cái câu hỏi là một ngà mình có thể xịt thuốc kích bông này bao nhiêu lần, mấy ngày thì xịt được một lần ha. Thì ở đây của mình là mình 5 tới 7 ngày mình xịt một lần đó. 5 tới 7 ngày xịt một lần, nhưng những cây này thì mình ngưng rồi này, mình không xịt nữa đó. Những cái cây mà lên nó còi dài mà có màu đỏ rồi này ha, đấy thì mình không còn xịt nữa, tại vì những cái này là nó kịp Tết rồi, nó kịp rồi đó. Tới mùng 10, 10 ngày nữa là nó bung rồi, giờ bắt đầu nó cũng muốn bung rồi này các bạn đó. Những cái này thì đó, tới đó nó cũng bung rồi đó. Còn những cây này thì mình xịt nè, đây mình quay cho các bạn xem. Đây, những cái cây này nhỉ, như những cái cây này này là phải xịt nó đó. Cái này nó còn yếu mà, với những cái cây như cái chậu xi măng của mình đó, có những cái mình vẫn có những chậu yếu ha, nhưng mà yếu nhưng mà đều có còi bông hết rồi nha các bạn. Đó còi bông này, đây là những cái chậu nó yếu ha. Thì vì sao nó yếu thì mình cũng không biết đâu, tại vì ở đây là mình đều đi phân đi thuốc như nhau hết trơn đó, nhưng mà vẫn có những cây sớm mà vẫn có những cây trễ ha. Thì đó là tình trạng của mỗi cây nó khác nhau. Thì từ 5 tới 7 ngày mình một xịt, mà nếu các bạn mà thấy cái cây của mình nó chưa đạt được hiệu quả hoặc là nó còn quá yếu đi thì mình có thể gần ngày hơn một chút nữa đó. Các bạn có thể gần ngày hơn một chút nữa, đó là 3 hoặc 4 ngày mình xịt. Tại vì làm bông là phải có bông, có bông mới có bán được à. Mà xịt nhiều quá thì cái còi bông nó sẽ cao lên ha. Đó, cái còi bông sẽ cao lên này. Những cái này là nó vươn ra này, đó, rất nách lá nó dài ra này. Nó không có được đẹp bằng cái việc mà lên bông một cách tự nhiên. Nó lên bông một cách tự nhiên thì nó đẹp hơn nhiều. Ở đây của mình đều xử lý hết cho nên có cái dài có cái ngắn. Nhưng mà bù lại thì cái bông của mình nó có nhiều chùm bông cho nên nhìn nó cũng cũng đỡ. Đó, nó có nhiều chùm bông như thế này này, đó, nó có quá trời là chùm bông luôn. Đó, một nhánh như vậy này, phía thậm chí ở phía dưới này nó còn nhiều nách này này các bạn, nó đang lên á. Cái này là mình chơi tới ra Tết còn lâu lắm. Đó, những cái này nách nhỏ này nó đang lên tiếp này, tại vì mình có phân thuốc nhiều ha, đúng cự và đúng loại cho nên cái cây nó ra hoài đó, nó lại ra thêm đó. Thì những cái đó thì đều có trong video của mình hết rồi. Bạn nào muốn thì có thể ghé cho kênh của mình xem. Đó. Sang năm tới thì mình cũng sẽ làm tiếp, mình cũng sẽ làm sống đời đỏ này kèm với sống đời Thái và sống đời Đà Lạt. Và cũng sẽ quay lại những cái video quá trình mình làm lên cho các bạn xem ha. Xem thì mọi người có thể tham khảo, có thể làm sao đó tùy mọi người. Mình chia sẻ về những cái video, những cái việc làm của gia đình mình thôi. Thực sự mình, các bạn mà hỏi mình nhiều mình cũng không biết, tại vì mình chỉ biết cách làm của mình thôi, chứ ở ngoài kia thì có nhiều thứ lắm, mình không thể nào mà biết hết được. Và mình chỉ chia sẻ những điều mình đã làm. Đó. Những bông này của mình là nó muốn nở rồi này các bạn ơi. Đó. Hôm nay là ngày mùng 5 này, 10 ngày rồi thì cái này là nó nở rồi đó. Còn những cái này thì nó hơi yếu này. Đó, cho nên nếu mà xịt trong một cái chậu mà có cây như thế này, có cây như thế này thì mình sẽ cho cái thuốc nó lên đây nhiều hơn một chút ha. Đó, cái này né ra một chút. Chậu bông của mình nó rất đẹp đúng không? Đó, thì thuốc xịt của mình hôm nay có pha thêm thuốc sâu ha. Thuốc sâu để ngừa cái việc mà sâu nó ăn nụ. Đây thì như những cái này cũng bị sâu ăn nụ này. Nó cắn ngay cái đọt luôn á. Để xịt đấy. Thì gồm có là cái này này các bạn. Đây là cái gì ta? Nó có thành phần luôn nha. Mọi người nếu mà không có một cái gói giống như thế này thì có thể so sánh các loại thành phần với nhau. Đó. Và đây cũng có hướng dẫn sử dụng luôn này. Từ 7 tới 10 ngày ha. Nhưng mà mình thì có thể dùng từ 5 tới 7 ngày cũng được. Hoặc gần hơn một chút nữa cũng được. Mình thấy cũng được.
Đó thì tác dụng này thì nuôi hoa làm cho bông to đó. Và có cái này có cái đặc biệt đó là không làm cao cổ hoa. Mình thích cái này này, đó. Nhưng mà nói là ghi thôi chứ nó cũng có cao quá các bạn. Còn cái này thì thúc nụ dựng nụ này. Thúc nụ dựng nụ cái này tức là kéo những cái nụ ra đó. Nó cũng có hướng dẫn sử dụng luôn, đó. Công dụng thì có luôn và hướng dẫn sử dụng luôn. Nếu các bạn không có một cái loại giống như thế này thì mình có thể tìm tìm một cái loại mà có các thành phần giống như vậy. Cái này có thành phần không ta? Có thành phần này các bạn. Đó. Đều có thành phần hết trơn ha. Đó. Còn cái này thì hôm bữa mình có giới thiệu rồi ha. Cái này thì làm cho rau xanh nhưng mà mình thấy người ta cũng kêu cái sống đời đỏ này giống như một loại rau mà ăn được nha. Nhú đọt này, dày lá này các bạn. Cái này là giúp kéo đầu bông và xanh lá luôn. Xanh lá nha. Đó. Và cái này thì thuốc sâu này. Massage này, cái này mình dùng 2 nắp. 2 nắp cho một bình 20 lít ha. Cái này thì dùng 2 nắp nè. Và những cái này ba gói này pha vô một bình 20 lít và xịt cho cây. Đó. Cái những cái loại thuốc. Đó. Thuốc với phân thuốc thì có rất nhiều loại các bạn, nhiều khi bao bì nó khác nhau một chút thôi nhưng mà thành phần của nó thì cũng tương đương giống nhau. Cho nên các bạn không có loại này thì có thể dùng một số loại khác mà có những cái thành phần và tính năng nó giống nhau như là thúc nụ dược nụ á. Nó có nhiều loại lắm. Thì ở đây mình dùng những cái loại này thì mình giới thiệu những cái loại này thôi. Chứ cũng không nhất thiết là phải đi dùng những cái loại này đâu. Đó. Trong cái xịt ở đây thì mình cũng xịt vào buổi tối ha. Thuốc thuốc bông mà mình thường xịt vào buổi tối đó. Chiều tối hoặc là sáng sớm. Sáng sớm hoặc là chiều tối. Đấy. Rồi. Như vậy là video của mình tới đây cũng đã kết thúc rồi. Cũng đã đúc kết lại rồi. Thứ nhất là ngày dùng thuốc liều lượng có luôn rồi ha. Tất cả mọi thứ là đều có rồi. Thì các bạn có thể tham khảo và xịt lên cái cây của mình để cho cái cây nó kịp Tết. Mình có một cây Tết cho nó vui vẻ hạnh phúc ha. Mà nếu như bạn nào cứ nghĩ rằng cái cây của mình không kịp, cứ sợ nó không kịp á, không thì mình nghĩ rằng các bạn cũng nên xịt. Tại vì cứ xịt đi, rồi mình sẽ có kinh nghiệm mà năm sau mình tính ngày rồi mình làm cho nó đàng hoàng, cho nó đẹp đẹp hơn. Mình như vậy là mình lấy kinh nghiệm. Mà nếu như nhiều khi lỡ may ra xịt mà nó kịp Tết thì mình lại Tết mình lại có bông bán nữa. Đúng không? Đừng bỏ cuộc. Ở đây chưa tới 30 thì chưa phải là Tết. Cho nên cứ cố gắng làm được cái gì làm, chứ đừng bỏ cuộc nửa chừng. Nhiều khi mình nghĩ cái bông của mình không kịp rồi mình bỏ ngang á, tới ngày á mình lại tiếc. Thực sự mình thấy nhiều người vậy rồi. Mà nhiều khi mình cũng vậy. Mình cứ nghĩ rằng cái cây của mình nó xấu rồi, không bán được rồi, không kịp Tết hay nọ. Cái nhiều khi mình bỏ ngang, tới Tết lại thấy lái nó hỏi quá trời, vậy là mình lại tiếc. Đó, những cái cây này của mình này non như thế này nhưng mà mình đảm bảo luôn là nó sẽ kịp Tết đó. Thì các bạn nào mà cứ cái tình trạng nhỏ như thế này nhá cũng vẫn kéo được, chỉ là nó sẽ cao cổ hơn thôi và nó sẽ có cái nó sẽ chi ta chương trình còn hai mấy nó mới bắt đầu bung á, nó trễ hơn. Rồi thôi, video của mình tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong một video sau. Bye.